Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, cuộc sống quanh ta luôn có rất nhiều cung bậc khác nhau giữa bức tranh muôn màu của cuộc sống, tâm hồn người nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ cũng rung động với những giai điệu khác nhau. Trong tâm tình ấy, Tin Vui Media xin kính mời quý vị cùng hòa nhịp với chuyên mục Giai điệu đời con, nơi đó những tâm tình gắn liền với những tác phẩm của người nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ Công giáo sẽ được sẻ chia. Trong chương trình hôm nay, Duy Thủy kính mời quý vị cùng nghe những bài thánh ca do linh mục Phêrô Thành Tâm sáng tác đã, đang và sẽ tiếp tục gieo vào lòng người những thanh âm vui tươi nhưng không kém phần sâu lắng. Chương trình Đêm Nhạc Vào Đời đã diễn ra vào đêm 9 tháng 1 2019 tại nhà thờ Tân Định tại sân khấu Lửa Hồng với sự đón chờ của rất nhiều người yêu mến vị linh mục nhạc sĩ tài ba Phêrô Thành Tâm. Trước khi cùng thưởng thức dòng nhạc vào đời ấy, Duy Thủy kính mời quý vị cùng nghe những tâm tình của MC Minh Quân, người đã đạo diễn cho chương trình này, một người đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của chương trình. Duy Thủy kính chào anh Minh Quân ạ. Chào Duy Thủy, và Minh Quân xin được chào khán thính giả của Tin Vui Media. Anh Minh Quân, Duy Thủy biết anh cũng rất lâu, nhưng không thể ngờ là có một ngày lại ngồi đây cùng với Tin Vui Media thực hiện cuộc phỏng vấn anh. Duy Thủy muốn hỏi là giờ phút này khi nhớ về cái đêm nhạc vừa rồi anh đã đứng ra đạo diễn, điều gì còn động lại trong anh? Chỉ nói ba chữ: rất hạnh phúc. Anh là một người rất gắn bó với linh mục Phêrô Thành Tâm, đã từng là giáo lý viên. Thiếu nhi của cha. Dạ. Xong rồi đã có rất nhiều hoạt động gắn liền với cha. Vậy thì hôm đó khi đứng trong vai trò là đạo diễn của chương trình, anh cảm thấy mình có những cái thuận lợi nào và những cái áp lực nào? Minh Quân nhớ rằng khi tháng 11, Minh Quân đang có một chuyến công tác làm việc ở Mỹ, thì nhận được một cú điện thoại từ Việt Nam. Một bạn đã gọi qua, đó là bạn Cường. Bạn Cường là đại diện cho nhóm Lửa Hồng, thì gọi qua cho Minh Quân và nói rằng là mời Minh Quân sẽ là phụ trách cho cái vai trò dàn dựng và người dẫn chương trình cho đêm nhạc của bố Thành Tâm. Thực sự khi nghe xong thì rất là vui và hạnh phúc, nhưng cũng lo lắm và không biết rằng mình có đủ thời gian để mình thực hiện chương trình của bố hay không. Tại vì khi mà anh ở bên Mỹ tháng 11 và anh quay trở về tháng 12 là sát Noel rồi, cho nên là cái thời gian chuẩn bị nó cũng rất là gấp rút. Thì mình có nói với Cường là thôi Cường cứ cầu nguyện đi, trong 3 ngày Quân sẽ suy nghĩ, thì sau đó thì Quân sẽ trả lời. Thì sau 3 ngày thì cũng cầu nguyện với Đức Mẹ, và đặc biệt là đến với Đức Mẹ Võ Sò ở Long Beach để cầu nguyện. Thì xin Đức Mẹ thúc đẩy con, nếu mẹ thấy rằng con sẽ phụ trách cái vai trò là một người dàn dựng, một người dẫn chương trình mà đẹp lòng mẹ, đẹp lòng Chúa, thì thúc đẩy con. Thì sau đó thì sau 3 ngày thì Minh Quân gọi ngược lại về Việt Nam cho Cường, thì Quân nói là Quân sẽ nhận lời. Và sau đó thì khi về Việt Nam rồi thì bắt đầu mới bắt tay vô làm việc. Cái khó khăn ở đây là vì cái quỹ thời gian thực hiện á, nó quá ngắn. Chỉ có trong vòng 3 tuần thôi thì làm sao để thực hiện được cái chương trình này. Cái khó khăn thứ hai là cái những sáng tác của bố Thành Tâm đã quá đi vào lòng người của nhiều thế hệ, cho nên rất là lo lắng. Thì Minh Quân mới chọn giải pháp. Lúc đó là ở bên Mỹ thì gọi điện thoại về Việt Nam, gửi mail, gọi điện thoại và gặp gỡ các anh chị mà ca viên cũ ngày xưa đó, để hỏi các anh chị là những bài hát của bố Thành Tâm thì những bài hát nào là các anh chị thích nhất. Thì lấy những cái tư liệu đó từ các anh chị. Thì sau khi về Việt Nam rồi thì Minh Quân bắt tay ngay để biên tập cho cái chương trình của bố Thành Tâm và chọn chủ đề Vào Đời như là cái quyển sách mà Thủy thấy rằng là những tập nhạc của bố Thành Tâm, đúng không ạ? Trong này có rất nhiều bài hát của bố Thành Tâm,
Và những bài hát này hầu như ai cũng đều thuộc ít nhất là 1 đến 3 bài. Còn không thì cũng sẽ thuộc vài câu trong một bài hát. Thì cái khó khăn thứ ba đó là làm sao để có được một cái dàn diễn viên. Và cái khó khăn thứ tư là làm sao để dàn dựng từng tiết mục. Thì thực sự rằng là lại một lần nữa chạy đến với Chúa, với mẹ, thì anh cũng cầu nguyện thôi. Anh cầu xin Chúa là xin Chúa giúp sức cho con để con có thể thực hiện được chương trình này. Và xin Chúa soi sáng cho con để con biết được rằng ở mỗi tiết mục á, Chúa muốn con làm gì. Với kinh nghiệm là một MC chinh chiến lâu năm như vậy, thì Thủy nghĩ là anh Minh Quân hoàn toàn dư sức để đứng dẫn chương trình. Tại sao anh không làm việc dẫn chương trình mà lại chọn cái cách đó là trích dẫn những tâm tình của khán thính giả? Có nghĩa rằng là khi mà nhận cái vai trò dẫn chương trình nữa, thì tại sao mà Minh Quân dẫn chương trình của bố và chọn cách là dùng cái cảm xúc của khán giả gửi về? Thật sự lúc đầu thì cứ suy nghĩ rằng là mình sẽ dẫn chương trình theo một cái dạng cũ. Có nghĩa là bài hát ra đời năm bao nhiêu, hoàn cảnh sáng tác của linh mục hoặc một nhạc sĩ đó như thế nào. Nhưng mà luôn nghĩ hoài, nó vẫn chưa có phải là một cái hay nhất, cái tốt nhất, cái cảm xúc nhất. Và Minh Quân lại cầu nguyện, thì Minh Quân mới nảy ra một cái ý Chúa soi sáng cho rằng là lấy cảm xúc từ khán giả. Có nghĩa là một bài hát đó Quân gửi cho một khán giả, ví dụ như bài Tâm Tình ca 4 đi, hoặc là bài Diễm Tình ca 3, là Chiều Hôm Nào Tiếng Hát Bay Cao, thì sẽ tìm những anh chị đã có cuộc sống hôn nhân, mà cuộc sống hôn nhân đã 30 năm rồi, 40 năm rồi, thì các anh chị viết những lá thư, cái cảm xúc khi nghe bài hát đó như thế nào và gửi về. Thì Minh Quân dùng những cảm xúc đó, và ngay trong chương trình khi thực hiện thì Minh Quân cũng đã thưa với quý cha và khán giả rằng đêm nay con xin phép không phải là một người MC, mà con chỉ là một người dẫn chương trình, để con được đọc lại những cảm xúc, những lá thư mà khán giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Chính vì thế cái mạch cảm xúc nó được liên tục với những cung bậc cảm xúc thật sự, mà đó là những cung bậc cảm xúc thật sự của khán thính giả, chứ không phải là của bản thân mình. Với cái mối quan hệ rộng rãi của anh Minh Quân, Duy Thủy nghĩ là anh hoàn toàn có thể mời được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng ngoài đời cũng như trong công giáo để hát những nhạc phẩm của nhạc sĩ Phêrô Thành Tâm. Tại sao anh lại phải cất công đi tìm những giọng ca đã lâu năm? Ví dụ như hình như là có người ở từ Mỹ về, đúng không anh? Đúng, Duy Thủy. Duy Thủy thân mến, quý vị thân mến, thực sự ra những ca sĩ công giáo mình đã từng thể hiện và đã cho ra đời những sáng tác của cha Thành Tâm qua album. Nhưng mà chương trình thì Minh Quân nghĩ đến, và đặc biệt là nhóm Lửa Hồng cũng như là bạn Cường ở trong nhóm Lửa Hồng. Thì Cường á, ngày xưa cũng là thiếu nhi và trở thành huynh trưởng của bố Thành Tâm. Cho nên rằng ngày xưa tụi Quân nhớ hồi này những giọng ca hát solo đó trong ca đoàn thiếu nhi của bố Thành Tâm á, là chị Thảo Trang nè, chị Phương Dung nè, Ý Hiền nè, Trung Thu nè, vân vân. Thì chương trình mới quyết định là sẽ mời những anh chị này tham gia chương trình. Bên cạnh đó có hai gương mặt ca sĩ công giáo gọi là chuyên nghiệp, đó là Xuân Trường và Diệu Hiền. Thì chị Phương Dung bay từ Mỹ về, Ý Hiền thì bay từ Đức về, và trước 3 ngày để tập dượt chương trình. Và những bài hát của bố Thành Tâm á, thì những giọng ca này á, là chị Thảo Trang, chị Phương Dung, chị Ý Hiền, rồi Trung Thu, Thanh Bình, là những người đã được bố đào tạo. Chính vì thế họ hiểu được cái điều mà bố muốn gửi gắm trong từng bài hát, và họ sẽ thể hiện tốt hơn. Tại vì chính họ hát bằng trái tim của mình, bằng cảm xúc của mình, và không dùng kỹ thuật. Cụ thể 13 ca khúc đúng không anh Quân? 18 ca khúc. 18 ca khúc anh Minh Quân chọn cho chương trình như vậy á, là
dựa trên cái tiêu chí nào? Đó là những cái ca khúc mà đã gắn bó với Cha Thành Tâm, hay là đó là một cái chất nhạc nào đó đặc biệt của Cha Thành Tâm mà anh muốn gửi đến khán thính giả? Trong 18 bài hát mà được chọn trong chương trình là những bài hát mà được khán giả thích là một. Cái thứ hai là 18 bài hát này nó là những câu chuyện, những câu chuyện, và Minh Quân cùng với cái ekip kết nối lại những bài hát này thành những câu chuyện, những câu chuyện, những câu chuyện trong suốt chương trình. Và làm sao để khán giả không bị mệt mỏi mà nghe 18 bài hát này trong 2 tiếng đồng hồ. Chính vì thế nó tạo nên được cái cảm xúc từng cung bậc này tới cung bậc khác mà khán giả tham dự trong chương trình đẹp hôm đó. Người ơi chưa cất tiếng gọi khắp nơi, người ơi Hãy subscribe.
Chúa chẳng thế. Alleluia, đã chết cho đời. Alleluia, và đã sống lại. Alleluia, hát lên người ơi. Alleluia, hát lên người ơi. Alleluia, sáng tươi huyền diệu. Alleluia, là một kiếp người. Alleluia, được Chúa thương yêu. Mừng hát hơi những ai xưa chìm thấm. Con xin được hân hoan chào đón Đức Cha, xin được hân hoan chào đón quý cha. Cùng toàn thể quý vị đã cùng đến tham dự đêm nhạc vào đời của bố Thành Tâm. Cho phép con cùng với các thiên thần nhỏ của sứ đoàn Kitô Vua Kỳ Đồng trân trọng gửi đến quý cha tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Kính thưa quý vị thân mến, cho phép Bình Quân xin dành những phút đầu tiên trong chương trình đêm hôm nay trân trọng gửi đến quý vị và giới thiệu được quý vị sự hiện diện của quý cha cũng như quý vị khách quý. Chúng con xin được trân trọng và rất là yêu quý có sự hiện diện của Đức Cha Louis. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Linh Mục Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Một Phục Công Giáo Sài Gòn, Linh Mục Linh Hướng của nhóm Lửa Hồng. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cha giám học Đại Chủng Viện, cha Giuse Bảo Lộc. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của Linh Mục Giuse Tiến Lộc. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quý vị biết ai không ạ? Linh Mục Trần Sĩ Tiến. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cha Linh Hướng, tiêu diệt thánh thể sứ đoàn Kitô Vua, cha Giuse Nguyễn Quốc Toản. Cùng toàn thể quý cha đã có hiện diện trong chương trình đêm hôm nay với chúng con. Một cách đặc biệt, con xin được cảm ơn cha Giuse, cha Linh Hướng của sứ đoàn Kitô Vua Kỳ Đồng đã tạo một điều kiện cho các em và giúp đỡ chúng con để có một tiết mục mở màn thật ấn tượng. Xin được cảm ơn cha. Kính thưa quý cha và kính thưa quý vị thân mến, chúng con mở đầu chương trình đêm ngày hôm nay với ba bài hát của Linh Mục Thành Tâm, đó chính là Vào Đời, Ephata và Hát Lên Người Ơi. Thưa quý vị thân mến, có lẽ rằng quý vị cũng đều cảm nhận với chúng con rằng những bài hát của Linh Mục Thành Tâm đã ảnh hưởng rất nhiều trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
và đặc biệt là ảnh hưởng rất nhiều với các anh chị trong nhóm Lửa Hồng. Chúng con ước mơ và ấp ủ để thực hiện được một đêm nhạc với những sáng tác của Linh Mục Thành Tâm. Chúng con đã được đồng ý của cha. Và bên cạnh đó là sự cố vấn của Linh Mục Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, Linh Mục Linh Hướng của nhóm Lửa Hồng. Nên chúng con lấy hết sức can đảm để tổ chức chương trình đề hôm nay. Vì thực sự rằng những bài hát của cha đã quá đi vào lòng người. Chính vì thế khi dàn dựng chương trình này, chúng con cũng rất nhiều những sự lo lắng. Cho nên chúng con chọn một giải pháp. Đó chính là chúng con đã gửi thư điện tử cho rất nhiều những khán thính giả. Và những khán thính giả đã gửi về cho chúng con những bài hát mà họ mong muốn được nghe lại. Và đêm hôm nay thì con cũng xin phép không là một người dẫn chương trình, mà con chỉ xin phép là một chiếc cầu nối để đọc lại những lá thư tay, những lá thư điện tử mà khán thính giả ở Hoa Kỳ, ở Úc Châu, ở Canada và Việt Nam gửi về cho chúng con. Và con hy vọng rằng mỗi một người chúng ta trong đêm hôm nay sẽ bắt gặp chính câu chuyện trong cuộc đời của mình và sẽ cảm nhận rằng tình yêu Thiên Chúa, tình yêu của mẹ Maria để dành cho mỗi người chúng ta như thế nào. Đầu tiên, con xin được đọc một lá thư. Và bắt đầu câu chuyện thì chúng ta phải bắt đầu từ câu chuyện là một người mẹ. Vì ai trong chúng ta cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Và hơn thế nữa, chúng ta có một người mẹ mà chúng ta thường chạy đến để cầu bầu, để van xin và được mẹ nâng đỡ. Có một lá thư của anh Phạm Văn Minh ở Hoa Kỳ đã gửi về cho chúng con như thế này. Cha ơi, con rất yêu thích bài hát Nhìn Lên Ảnh Mẹ. Những lời cha viết trong bài hát thật đúng như tâm trạng của con. Mỗi lần nhìn lên hình mẹ hằng cứu giúp, con cảm nhận được sự bình an, chở che, yêu thương và nâng đỡ của mẹ. Con không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mỗi khi con buồn phiền, con lo toan, con chạy đến cầu khẩn mẹ hằng cứu giúp. Con thấy con rất là bình an, như mẹ đang ẵm bồng con trên tay vậy. Bài hát cha viết rất nhẹ nhàng với cung điệu du dương, giúp con cảm nhận tình yêu dịu hiền của mẹ. Con cũng xin mẹ hằng cứu giúp luôn bên cạnh cha mọi lúc trong cuộc đời cha nhé. Con Phạm Văn Minh. Nhưng còn bây giờ thì quý vị hãy nhìn về màn hình để được nghe lời chia sẻ của bố Thành Tâm. Cái bài cuối cùng mà bố viết được mà bố tương đối là ưng ý là cái bài Để Nhìn Lên Đó Mẹ. Không, mà cái đó rõ ràng là Chúa Đức Mẹ làm nghe con. Chúa Đức Mẹ làm, chứ bố không được đâu. Bởi vì sẵn dịp nói luôn là bố đã có thật sự cầu nguyện với Đức Mẹ. Bởi vì bố được giao cho trong cái khoảng thời gian mà chuẩn bị cho cái cuộc mà rước Linh Ảnh Đức Mẹ về đây đó, thì là phải chuẩn bị sao? Nghĩa là về mọi mặt sẽ ra lên chương trình đã đành, mà còn phải có nữa một vài bài. Thì bố thấy là có bài, bố ca cấn với Đức Mẹ là làm sao cho con dí được một bài mà đó là được Nhìn Lên Ảnh Mẹ con ơi. Quan trọng lắm nhà nhất con ơi. Cái câu thứ hai đó nha, như mẹ đã nói, mẹ là mẹ con, sao con không nhớ nhớ. Vì dù con ra sao là mẹ vẫn cứu con mà.
chợt thấy một trời yêu thương bao là hạnh phúc, một vực sâu khoan dung nơi ánh mắt mẹ tự nhận biết. Xin được cảm ơn tiếng hát chị Thảo Trang. Và thưa quý vị thân mến, chị Thảo Trang tính là một trong những dòng hát solo trong ca đoàn thiếu nhi của bố Thành Tâm, mà bố đã đào tạo chị là một trong những dòng ca solo đầu tiên. Một tràng pháo tay nữa dành cho chị Thảo Trang. Thưa quý vị, có một lá thư của một vị khán giả đã cùng chia sẻ với chúng tôi rằng: tôi chính là một cái người, không phải là một người ngoan đạo, mà tôi sẽ cố gắng trở thành một người ngoan đạo. Và khi đi qua nhiều giai đoạn của một đời người, thì tôi càng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi bao la biết dường nào. Thực vậy, tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi như tấm lòng của một người mẹ dành cho những đứa con. Điều này dường như thấm thía hơn mỗi khi bài hát Chuông Chiều được vang lên. Xin được cảm ơn chương trình và xin cho tôi được gửi lời đến Linh Mục Thành Tâm. Và xin quý vị
chúng ta sẽ cùng tiếp tục đong đầy cảm xúc qua bài hát Trung Chiều với tiếng hát Trung Thu, cũng chính là một trong những giọng hát solo được Cha Thành Tâm đào tạo. Và một tràng pháo tay với Trung Thu trong Trung Chiều. Một lòng yêu mến chung kia.
con từ nay cảm quyết quên hết bao ưu phiền, theo vết chân cha hiền một lòng yêu Con này xin được tiếp tục chia sẻ với một câu chuyện tiếp theo của một người khán thính giả gửi về cho chúng con. Câu chuyện được viết như thế này. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, anh chị em phụ trách chương trình của nhóm Lửa Hồng thân mến, tôi được biết nhóm Lửa Hồng sẽ tổ chức đêm nhạc của Linh Mục Thành Tâm, nên tôi muốn gửi chút tâm thư này để chia sẻ về câu chuyện của một người bạn. Tôi có một người bạn thâm niên, tuy không cùng tôn giáo, nhưng bạn tôi trông bên ngoài hiền lành, nhưng do đời sống hoang đàng, có thể nói là như vậy. Vì anh ta rượu chè, cờ bạc, và đặc biệt là lừa gạt người khác về tiền và không bao giờ trả lại, nên anh ta dần bị mọi người xa lánh, chối bỏ. Có lẽ tôi là đứa bạn mà anh còn giao du với tôi vì tôi rất quý anh. Một lần nọ, tôi gửi cho anh hai bài nhạc của cha Thành Tâm để anh nghe. Đó là bài Chúa Thương Chúng Ta và Nguyện Cầu. Chẳng biết hai bài ấy có đánh động anh không, nhưng sau đó ít lâu thì anh ta hỏi tôi: tại sao mọi người xa lánh tao, còn mày thì mày cứ tìm cách gần gũi tao vậy? Tôi trả lời với anh bạn ấy: thì giống như bản nhạc mà mày nghe đó, Chúa thương chúng ta vì Chúa là Thiên Chúa, đâu phải ta ngoan mà Thiên Chúa mới thương ta. Vâng, bạn tôi đúng là một người không ngoan dưới mắt của mọi người, nhưng với tôi, bạn tôi có một điều rất tốt, đó là rất thương và có hiếu với mẹ. Bạn tôi lo cho mẹ từng chút một. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy thôi thì nó đã đủ là một người bạn tốt trong mắt tôi rồi. Tôi biết bạn tôi còn những điều chưa tốt, nhưng cũng như mọi người, ai cũng đều có những điều chưa hoàn hảo. Mỗi khi nghĩ đến bạn ấy, tôi chỉ thầm cầu nguyện và hát bài hát nguyện cầu. Trong đêm khuya thanh vắng, tôi ngước lên trời cao thầm thì xin Chúa ban cho nó được bình an. Tôi không cầu xin cho nó ơn hoán cải, nhưng tôi cầu xin cho nó ơn đức tin. Tôi nghĩ khi con người có đức tin, biết yêu thương, người ta sẽ biết làm điều gì cho người mình yêu. Cảm ơn các anh chị đã nhóm lửa để sưởi ấm trái tim lạnh lão nhé. Bên cạnh đó thì có một chị cũng đã gửi về cho chúng con một lá thư. Cha kính, ngày còn trẻ con vào ca đoàn và hát bài Tôi Tin của cha rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, hát như một cái máy và quên mất thông điệp mà cha gửi gắm trong đó. Khi lớn hơn, con cảm nhận thêm một chút về ý nghĩa của bài hát, nhưng thật ra vẫn chưa thực sự xác tín. Bây giờ tới tuổi về chiều, nhìn thấy bạn bè người thân dần dần ra đi, con cảm nghiệm và xác tín điều cha đã viết. Tôi tin Chúa đã thương tôi nên Ngài đã chết vì tôi. Thiên Chúa không chỉ yêu thương và chết cho con người, Ngài yêu con người nhiều lắm, ban cho cả vũ trụ này để hưởng dùng mà con người không biết. Chỉ cần nhìn ngắm trăng sao vũ trụ hùng vĩ là con tin có Chúa rồi. Con cảm ơn cha nhiều lắm để giúp đức tin của con thêm vững vàng. Chính vì thế mà ngay sau đây, chúng con sẽ được mời quý cha và quý vị cùng nghe ba bài hát: Chúa Thương Chúng Ta, Nguyện Cầu và Tôi Tin, với sự góp mặt tham gia biểu diễn của Thanh Bình, Phương Dung
và nhóm một chút cùng với các bạn trẻ minh họa của giáo xứ Tân Hương.
Phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong môi. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, giặt rào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Trong bóng đêm nhìn trời chẳng
phương xa ôi đẹp quá. Nhưng biết đã mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi nhường bước trên đường xe tăng qua thành phố, than trách đấng hoa công vô tình, xong để khăn tăng che mờ bao mãi đâu còn xanh. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người nào phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Quên người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường trông gai răng ngập lối, than trách nước hoa công vô tình, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người nào phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi trong mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Cali, ngày 2 tháng 1, năm 2019. Có biết bao lần con hát những bài thánh ca, tạ ơn Chúa, ca ngợi Chúa, nhưng rồi con lại quay về lỗi phạm và lãng quên. Là khi con luôn tìm thấy rất nhiều những lý do cho bản thân để bỏ Chúa vài giờ vì những niềm vui khác. Là khi con tự cho mình nhận hết những hồng ân Chúa ban, nhưng rất ích kỷ và kiệm lời để tạ ơn và cầu nguyện. Là biết bao lần trong cuộc đời con đã làm như vậy với Chúa. Cha ơi! Nhưng khi nghe tâm tình ca 4, con như thấy đó chính là mình, lúc nhận ra con lỗi phạm quá nhiều. Lạy Cha nhân ái, bao dung, yêu thương, trông chờ, tha thứ, chỉ mong con chiên hoang tìm về. Con rất xúc động và cảm ơn. Nói đúng hơn là biết ơn những sáng tác của Cha, Linh Mục Thành Tâm. Vì những sáng tác của Cha chính là những lời cầu nguyện quý giá nhất con có thể gửi đến Chúa và mong Ngài tha thứ.
nguyện xin Chúa luôn ban nhiều hồng ân trên cha. Con Ngọc Minh. Ngày càng mang lấy
áo thấp bình. Chiều thiên vòng gai đinh sắt sẽ thân mình dưới chân thập hình. Mẹ đang đứng đó tê tay nhìn. Lời cha nhân ái yêu thương bao dung luôn luôn trong trời. Người còn phung phá như chiên đi qua rơi biết tìm về. Thật tâm không xin được cảm ơn nhóm những người bạn Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc, những niềm xúc động trong đêm hôm nay. Qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu, chắc hẳn rằng quý vị cũng sẽ cảm nhận rằng Ngài yêu chúng ta đến Ngài đã phải chết. Ngài yêu chúng ta lắm, nhưng trong cuộc đời chúng ta đã có rất nhiều lần mà chúng ta đã trách Ngài. Trách Ngài rằng tại sao Ngài hứa yêu con, Ngài thương con suốt cả cuộc đời, nhưng có những lúc con khó khăn, những lúc con gặp sóng gió trong cuộc đời, thì Ngài ở đâu? Ngài không ở bên con. Nhưng thực sự lúc đó Chúa đang ẵm chúng ta trên tay của mình. Con bắt gặp được một cái vần thơ, chắc hẳn là của một người bạn nào đó, mà có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc đời, nên bạn ấy đã viết trên Facebook với tâm sự đầu năm 2019. Bạn ấy đã viết thế này: Chúa bế con đi qua bao hiểm nguy, trong khi con tưởng mình đang đơn bước. Chúa tưới thân con muôn vàng ơn phước, mà con cứ ngỡ mình được cơ may thoát lắm gian nan trong cõi đất này, đâu biết đang nằm trong tay của Chúa. Những lúc lầm lỗi tâm tư sầu úa, con vẫn biết được Chúa yêu con. Lắm lúc hoang mang mệt mỏi chán trường, mắc nhiều bệnh tưởng vô phương cứu chữa, Chúa vẫn cạnh bên sớm hôm từng bữa, mà con kêu gào sao Chúa quên con. Nhiều lúc gỡ mình đang bị cô đơn, chỉ lo than thân đâu còn nhớ Chúa, quên ngay những ngày êm đềm nhung lụa, quên hết bao lời hẹn ứa lâu nay. Lạy Chúa con đây trước nhan thánh Ngài, xấu hổ cúi đầu chắp tay kính lại. Ôi Giêsu Chúa nhân từ xin hãy giữ con bên Ngài
luôn mãi. Amen. Sao tôi chỉ thấy
hơn bao giờ hết. Chúa đã nói với con rằng sẽ mãi mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết. Chợt bên tai con được nghe Chúa này con bé nhỏ của ta, đừng hoang hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con, những dấu chân này là của ta đó. Vì những lúc ấy ta đang bồng bế con trên tay, xin được cảm ơn sự phát tài quý cha và quý vị. Xin được giới thiệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị thân mến, Mỹ Kim chính là một giọng ca quán quân trong cuộc thi tiếng hát giáo đường được câu lạc bộ Lửa Hồng tổ chức trong thời gian gần đây. Con xin được tiếp nối chương trình ngày hôm nay với một lá thư của một khán thính giả gửi về từ Hoa Kỳ. Thưa cha, con là Thu Hương, hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Cách đây hơn 40 năm khi còn là một thiếu nhi, con đã từng ao ước được sinh hoạt thiếu nhi, được vào ca đoàn của cha. Vì con rất thích được nghe, được hát những bài cha sáng tác. Thưa cha, mấy chục năm trôi qua, bây giờ mỗi khi nghe lại những bài hát của cha, con vẫn bồi hồi xúc động. Một trong những bài hát con thích đó là bài Vì Xưa Ta Đói. Con sang Mỹ được 20 năm rồi thưa cha. Ở đất nước Hoa Kỳ, con không cảm nhận được cái nghèo, cái đói như những ngày còn ở Việt Nam. Bởi vì ở Hoa Kỳ, nếu nghèo thì có chính phủ trợ cấp. Người dân ở đây có lẽ không đói về vật chất, nhưng thiếu vắng thời gian và tinh thần. Thời gian nhanh quá, cuộc sống căng thẳng quá, đôi khi chúng con quên mất chia sẻ quỹ thời gian cho Chúa, cho người khác, nhận ra lòng mình đã lạnh từ bao giờ. Bài hát đã thức tỉnh con, giúp con nhìn lại mình, nhìn lại hồng ân Chúa ban, để rồi biết mở lòng, mở trái tim chia sẻ tình yêu đến với người khác. Con tập cho mình trở lại lối sống quảng đại, thay vì ích kỷ, đèn ai nấy sáng như mình đã quên từ 20 năm qua. Xin cha cầu nguyện thêm cho con, để con biết sống xứng đáng hơn với tình yêu Thiên Chúa, biết luôn nhìn lại và mở trái tim với anh em, đặc biệt là với những mảnh đời khó khăn. Con Thu Hương. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình đêm ngày hôm nay với một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm, Vì Xưa Ta Đói, với sự góp mặt tham gia biểu diễn của Xuân Trường và Diệu Hiền. Rộng mở đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi chiều
nào đi trên phố thấy ông lão ăn xin già nua, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố bác phụ gác xe đang ngồi lo, cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết nuôi ăn ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang nào nhọc khó. Chiều nào đi trên phố thấy ông lão ăn xin già nua, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ơi ân ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang nào nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Mà lúc ba thấy mà mẹ mình đang tập cho những người khác để đánh đàn piano thì là mình cũng tha thiết, mẹ ơi làm sao giờ chỉ cho con cái đàn piano đó đi, bởi con muốn cũng thấy thích thích. Mà lúc đó là 10 tuổi gì đó, rồi bà cũng nói với bố là như này không được. Thời bây giờ đối với bà đó là sướng ca vô loại rồi, nên là thôi nếu mà mẹ dạy con mê rồi con sẽ mê vô lông mê đàn, mà con quên học hành chết mồ tổ mình đâu. Nên do đó rồi từ từ đó rồi sau khi mà vào đệ tử, bố xin phép cha giám đốc lúc bây giờ là cha ngoại quốc nha, xin phép đưa cái đàn guitar để vào đó đệ tử. Để một mặt là mình vừa tập, một mặt khác là để cho tập cho các thầy khác. Cũng đúng bây giờ cũng có một vài cha giáo hay là cha gì đó, giáo sư thì cũng ủng hộ. Nó mới bắt đầu là tập tỉnh là bắt đầu là viết, gọi là sáng tác. Để là đầu á thì bố chỉ viết nhạc, xong rồi bố nhờ ông cha khác, bây giờ là ông cha Trần Tính, ông cha Trần Sĩ Tính á, viết lời ca. Nhưng mà theo ý kiến của bố
Ví dụ bố viết nhà cái đó nè, nè anh ơi, bài này tôi muốn diễn tả là cái tâm tình gì đó, ở trường giáo hay gì đó. Thì ông mới soạn dựa theo cái ý của bố, mà ông soạn là lời, mà ông viết hay, ông viết tốt. Rồi sau đó là tính binh cho bản thân của bố là giờ viết luôn cả lời luôn. Cái bài mà đầu tiên mà bố ban Lưu Gia hát mà để trình diễn công chúng á, cụ thể là ở Domain Paris nha, lần đầu tiên. Đó là cái bài Vào Đời, mà lời lần đó là cha Sơn Chính, cha Trần Sĩ Chính viết lời cho bố. Rồi bên cạnh đó cái bài mà để là cả lời bài dẫn nhạc đó là bấy nhiêu bài Được Sai Đi đó. Mong rằng là các bạn hay là anh em thì là biết sử dụng cái bài, những cái lời ca hay là những bài hát của tôi là để làm sao ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa, đâu ra là chính yếu. Thành ra do đó nhớ là tôi chỉ Chúa giờ sẽ dự sử dụng tôi với những cái như một cái cụ mỏng giòn vậy thôi. Cầu chúc cho các bạn cũng như anh em là luôn được theo cái tinh thần đó mà có sự yêu mến Chúa hay là trung thành với Chúa, có thế thôi. Chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo.